Bây giờ thì tôi sẽ bước vào buổi chia sẻ. Hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tới các bạn cùng các em học sinh chuyên đề so sánh phân số nâng cao. Đây là một trong những nội dung rất là hay, rất là thú vị. Bởi vì nếu các em học sinh mà nắm được phần kiến thức này thì có thể nói sẽ rất dễ dàng cho các em trong quá trình dạy học, trong quá trình học tập, đặc biệt là nội dung về so sánh phân số. Hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các em học sinh và các bạn 6 cách so sánh hai phân số hiệu quả. Đây là 6 cách có thể nói là rất là dễ dàng. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được hay là nắm được 6 cách này? Thì chỉ bằng một việc rất là đơn giản. Đó là gì? Đó là chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ tập quan sát. Các bạn hãy comment xuống đi ạ. Comment là tập quan sát. Việc quan sát, việc phân tích rất là quan trọng ạ. Các bạn comment đi ạ. Quan sát là rất quan trọng đi ạ. Ok. 6 cách đó là những cách nào? Thì cách thứ nhất, tôi khái quát trước. Cách thứ nhất đó là quy đồng mẫu số. Ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số. Cách thứ hai là ta đi quy đồng tử số hai phân số. Cách thứ ba là ta so sánh với một. Cách thứ tư là so sánh phần bù với một. Cách thứ năm là so sánh phần hơn với một. Và cách số sáu là so sánh qua phân số trung gian. Trên đây là 6 cách so sánh phân số hiệu quả. Các bạn hãy comment đi ạ. Hãy comment là 6 cách so sánh phân số hiệu quả. Nào hãy comment để chúng ta nhớ bài nào. 6 cách so sánh hai phân số hiệu quả. Các bạn hãy comment đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng cách một. Thì các em thấy là ở trong sách giáo khoa, ở trong chương trình thì người ta hướng dẫn cho chúng ta hai cách. Đó là quy đồng mẫu số, quy đồng tử số. Ngoài ra thì có phần mở rộng là có so sánh với một. Còn từ cách thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì ở trong sách giáo khoa là không đề cập đến. Đây là phần kiến thức nâng cao. Tuy nhiên thì các em học toán, để học giỏi toán thì các em cần phải biết điều này. Bởi vì phải biết những kiến thức này mới giúp các em làm được, có thể nói là tất cả các bài toán về so sánh hai phân số. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần đầu tiên là quy đồng mẫu số. Cách 1. Các bạn viết đi ạ. Cách 1 đó là quy đồng mẫu số. Quy đồng mẫu số. Khi chúng ta so sánh hai phân số khác mẫu số thì đơn giản nhất là chúng ta đi quy đồng mẫu số hai phân số rồi so sánh hai phân số đã quy đồng là xong, đúng không nào? Tôi ví dụ là so sánh 3/5 và 7/9. Ví dụ so sánh 3/5 và 7/9. Thì chúng ta nhận xét là hai phân số này là chúng khác mẫu số. Cho nên để so sánh được thì cách đơn giản nhất mà bất kỳ em học sinh nào cũng phải nắm được đó là quy đồng mẫu số hai phân số. Thì quy đồng mẫu số là gì? Đó là việc ta biến đổi làm cho hai phân số thành hai phân số mới mà có mẫu số bằng nhau. Từ đó ta đi so sánh hai phân số đã được quy đồng. Thì ta thấy ta có này. Phân số thứ nhất 3/5 sẽ bằng, ta lấy 3 × 9 phần 5 × 9. Và kết quả là bằng 3 × 9 bằng 27, 5 × 9 bằng 45. Phân số thứ nhất 3/5 thì bằng 27 phần 45.
Phân số thứ hai 7/9 sẽ bằng gì? Ta lấy 7 nhân 5 bằng 7 nhân 5. Phần 9 nhân 5. Và kết quả bằng 35/45. Bây giờ ta đi so sánh hai phân số vừa mới quy đồng là 27/45 và 35/45. Hai phân số có cùng mẫu số. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn, và phân số nào có tử số bé hơn thì phân số đó bé hơn. Vì 27/35 nhỏ hơn 35/45. Xin lỗi, 27/45 nhỏ hơn 35/45. Nên điều gì? Phân số 3/5 nhỏ hơn phân số 7/9. Như vậy là cách đơn giản nhất, cách dễ dàng nhất là các em phải làm được, đó là cách quy đồng mẫu số. Đây là cách trình bày một bài làm quy đồng mẫu số và so sánh bằng cách quy đồng mẫu số. Các bạn thấy là mặc dù rất là đơn giản, tuy nhiên trong quá trình dạy học thì thầy thấy là nhiều em học sinh không cả biết cách trình bày một bài làm so sánh hai phân số. Đây là các bước so sánh hai phân số bằng cách quy đồng mẫu số. Ta sẽ quy đồng, sau đó thì ta so sánh. Các em làm đúng theo các bước này thì sẽ đảm bảo là bài làm của các em ở trên lớp sẽ đúng 100%. Đây là cách số 1, gọi là quy đồng mẫu số. Tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách số 2 là quy đồng tử số. Nào, thầy hỏi các em là các em đã rõ về cách quy đồng mẫu số chưa? Nếu các em đã rõ rồi thì các em ghi là đã rõ đi ạ. Nào, hãy comment xuống là đã rõ đi để chúng ta chuyển sang cách số 2. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cách số 2. Cách số 2 là quy đồng tử số. Nào các bạn hãy comment cách số 2. Cách 2 là quy đồng tử số. Quy đồng tử số. Thì trong hai phân số có cùng tử số, ở đây là quy tắc, các em cần phải nhớ là trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào mà có tử số, có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn, còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Đó là quy tắc. Ở đây ví dụ so sánh phân số là 3/5 và 7/9. À, có em sẽ hỏi là vừa rồi thầy vừa làm phân số so sánh là 3/5 và 7/9. Đúng rồi đấy. Bây giờ thầy vẫn so sánh hai phân số này, nhưng bằng cách là ta so sánh bằng cách là ta đi quy đồng tử số. Vậy quy đồng tử số là như thế nào? Đó là chúng ta sẽ biến đổi hai phân số này thành hai phân số mới mà có tử số là bằng nhau. Bây giờ cách làm thì bước 1 ta phải đi quy đồng là ta có ở đây 3/5 sẽ bằng, ta lấy 3 nhân 7 phần 5 nhân 7 và kết quả số mới là 21/35 và 21/27. Hình như là mạng hơi bị lag rồi. Các bạn có theo dõi được không ạ?
Ok. Tôi đã thấy là hiện nay đang có 93 người theo dõi. Rất là tuyệt vời ạ. Các bạn hãy tiếp tục giúp tôi chia sẻ cái livestream này đến nhiều người hơn đi ạ. Đang có 93 người theo dõi, một con số rất là tuyệt vời trong một buổi tối livestream hôm nay. Tôi trở lại bài này. Ta có phân số 3 phần 5 và 7 phần 9 được quy đồng thành hai phân số là 21 phần 35 và 21 phần 27. Ta đi so sánh hai phân số đã được quy đồng là 21 phần 35 và 21 phần 27. Thì ta thấy hai phân số này có cùng tử số là 21. Ta đi so sánh mẫu số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Ta có là vì 21 phần 35 nhỏ hơn 21 phần 27 nên 3 phần 5 nhỏ hơn 7 phần 9. Như vậy, thầy đã hướng dẫn các em cách quy đồng tử số hai phân số 3 phần 5 và 7 phần 9. Kết quả cũng giống như là ta đi quy đồng mẫu số hai phân số, đúng không nào? Trong cách quy đồng tử số thì các em nhớ cho thầy một quy tắc như sau. Đó là hai phân số có cùng tử số thì phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Các bạn có theo dõi được kịp không ạ? Các bạn theo dõi kịp thì các bạn comment là theo dõi kịp đi ạ. Hôm nay tôi thấy hình như mạng hơi lag thì phải. Ồ, rất tuyệt vời, đang có hiện nay đang có 131 người theo dõi cái livestream này ạ. Phải nói là một con số cực kỳ ấn tượng. Các bạn hãy tiếp tục giúp tôi chia sẻ livestream này đến nhiều người hơn đi ạ. Hãy tag tên những người bạn, những người thân của mình để họ cũng được xem cái livestream này, để đón nhận những cái giá trị rất tuyệt vời ạ. Tiếp theo thì sẽ hướng dẫn cho các em về cái cách số 3, đó là so sánh với 1. Bắt đầu từ cách số 3 thì chúng ta sẽ phải quan sát nhiều hơn ạ. Và phải tư duy nhiều hơn ạ. Số 3 là so sánh với 1. Một câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta lại so sánh với 1? Thì đây là một câu hỏi rất là hay. Đó là gì? Trong hai phân số mà chúng ta đi so sánh, nó sẽ xuất hiện một phân số lớn hơn 1 và một phân số bé hơn 1. Vậy thì chỉ việc là ta so sánh với 1 là ta đã làm xong, không cần phải quy đồng mẫu số, cũng chẳng cần phải quy đồng tử số. Ở đây, đó là gì? Ta so sánh hai phân số 4 phần 3 và 12 phần 13. So sánh 4 phần 3 và 12 phần 13. Nào, các bạn sẽ quan sát lên đây. Chúng ta là hai phân số này, chúng ta thấy hai phân số 4 phần 3 và 12 phần 3, 13. Thì theo bình thường, chúng ta thấy là nó khác mẫu số, khác tử số, thì ta lại phải đi quy đồng mẫu số hoặc là quy đồng tử số, đúng không nào? Tuy nhiên thì nếu chúng ta quan sát chú ý thì xuất hiện một điều như sau. Chúng ta thấy là 4 phần 3, phân số này có gì đặc biệt? Ở đây 4 lớn hơn 3, nghĩa là tử số lớn hơn mẫu số. Phân số này lớn hơn 1. Còn phân số 12 phần 13 có tử số bé hơn mẫu số. Phân số này bé hơn 1. Từ đó ta sẽ thông qua số 1 để ta so sánh hai phân số này. Ở đây Ta có 4 phần 3 thì lớn hơn 1 và
12 phần 13 là nhỏ hơn 1. Từ đây ta suy ra, vậy 4 phần 3 sẽ lớn hơn 12 phần 13. Ồ, đến đây các bạn thấy hay không? Chúng ta không cần phải quy đồng, không cần phải quy đồng mẫu số, cũng chẳng cần phải quy đồng tử số, mà ta thấy là so sánh rất là dễ dàng. À, các bạn thấy phần này hay, các bạn hãy comment là rất hay đi ạ. Nào, hãy comment là rất hay đi ạ. Như vậy, qua phần số 3 này, cái cách số 3 này so sánh với 1, thì các em từ nay về sau hãy quan sát trước khi các em làm bài. Quan sát thật kỹ xem có gì đặc biệt. Cụ thể đây, 4 phần 3 và 12 phần 13 thì có là phân số thứ nhất lớn hơn 1, phân số thứ hai nhỏ hơn 1. Ta sẽ suy ra được là phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai một cách đơn giản và dễ dàng. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Nếu các bạn thấy tuyệt vời hãy comment là rất tuyệt vời đi ạ. Ồ, rất là tuyệt vời. Phải nói là hôm nay là một buổi tối thực sự tuyệt vời. Hiện nay tôi đã thấy có 180 người đang theo dõi cái buổi livestream này. Có thể nói là cái sự lan tỏa giá trị ngày càng tuyệt vời, ngày càng lớn. Tôi mong muốn là nhiều em học sinh trên cộng đồng cả nước, trên cộng đồng cả nước này, thậm chí cả những bạn học sinh mà ở nước ngoài mà cũng yêu thích môn toán thì cũng được xem cái livestream này để các bạn học tập tốt hơn. À, các bạn hãy giúp tôi tiếp tục chia sẻ cái livestream đến nhiều người hơn đi ạ. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách số 4. Bắt đầu từ cách này thì nó sẽ còn hay hơn rất là nhiều, bởi vì chúng ta sẽ không cần phải quy đồng mẫu số, cũng không cần phải quy đồng tử số nữa, mà chúng ta vẫn làm được rất là dễ dàng. Cách số 4. Cách 4. Cách số 4 đó là gì ạ? Đó là so sánh phần bù với 1. Cách 4 là so sánh phần bù với 1. Tôi viết đây là so sánh phần bù với 1. Các bạn hãy comment cách 4 đi ạ. Cách 4 là so sánh phần bù với 1. Ồ, rất là tuyệt vời. Tôi đã thấy hiện nay đang có đến 200 người đang theo dõi cái livestream này. Phải nói là một con số cực kỳ ấn tượng ạ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cách số 4. Cách số 4, các bạn phải chú ý thật quan sát thật kỹ nhá. Bắt đầu từ cách số 4 là nó sẽ bắt đầu đòi hỏi là cái khả năng tư duy là ở mức cao hơn rất nhiều rồi ạ. Ta sẽ so sánh hai phân số sau. So sánh phân số 2018 phần 2019 và 2019 phần 2020. Nào, bây giờ chúng ta sẽ quan sát lên trên bảng đây. Ta thấy là hai phân số này có gì đặc biệt. Chúng ta cần phải biết cách quan sát nhé. Phải quan sát xem chúng có gì đặc biệt. Thì các bạn thấy này, cả hai phân số này thì đều có mẫu số lớn hơn tử số. Hay nói cách khác là tử số nó nhỏ hơn mẫu số. 2018 nhỏ hơn 2019. 2019 phần 2020 thì ta có 2019 nhỏ hơn 2020. Do đó cả hai phân số này nó đều nhỏ hơn 1. Cho nên nếu dùng cách số 3 sẽ không giải quyết được, đúng không nào? Trở lại vấn đề, nếu ta sử dụng cách quy đồng mẫu số hay quy đồng tử số thì cũng không phải là phương án tốt. Bởi vì sao? Bởi vì khi đó ta sẽ nhân lên được một số rất là to, rất là cồng kềnh. Vậy câu hỏi đặt ra là có cách nào
tốt hơn không? Có cách nào không cần phải quy đồng mẫu số, không cần phải quy đồng tử số mà chúng ta vẫn giải quyết được không? Các em trong quá trình làm bài hãy luôn cho mình đặt cho mình những câu hỏi. Nào các bạn comment đi, đặt câu hỏi. Câu hỏi móc tâm trí. Khi các bạn đặt câu hỏi thì trong tâm trí của chúng ta sẽ suy nghĩ để tìm hướng giải quyết. Các bạn comment cho tôi đi ạ. Câu hỏi móc tâm trí ạ. Nào các bạn nhìn này, câu hỏi dấu chấm hỏi. Móc tâm trí. Trở lại bài này thì chúng ta thấy là phân số thứ nhất 2018 phần 2019 và 2019 phần 2020 đều là hai phân số nhỏ hơn 1. Và một điều quan trọng, đây là điều quan trọng nhất, đó là gì? Hiệu giữa mẫu số và tử số của chúng là bằng nhau. Ở đây 2019 trừ 2018 thì bằng mấy đấy ạ? Bằng 1. 2020 trừ 2019 cũng bằng 1. Đây là điều quan trọng nhất để chúng ta có thể so sánh phần bù với 1. Cụ thể, ta có gì? 1 trừ 2018 phần 2019 thì bằng 1 phần 2019. 1 trừ 2019 phần 2020. 1 trừ 2019 phần 2020 thì chính bằng 1 phần 2020. Thầy giải thích thêm cho các bạn phần này. Ở đây 1 phần 2019 được gọi là phần bù của 1. Đấy. Phần bù với 1 của phân số 2018 phần 2019. Còn 1 phần 2020 được gọi là phần bù của 1 với phân số 2019 phần 2020. Thì có một quy tắc như sau. Phần này các em không cần phải ghi, chúng ta chỉ cần nhớ là được. Hai phân số có phần bù với 1, phân số nào có phần bù lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Ngược lại, phân số nào có phần bù bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Sau khi ta viết ra phần bù này thì ta đi so sánh hai phần bù này. Đó là gì? Vì ta đi so sánh 1 phần 2019 và 1 phần 2020. 1 phần 2019 và 1 phần 2020 thì ta thấy 1 phần 2019 và 1 phần 2020 chúng có cùng tử số là 1. Vậy phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. Còn phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn. Do đó 1 phần 2019 lớn hơn 1 phần 2020. Nên 2018 phần 2019 phần 2019 sẽ nhỏ hơn 2019 phần 2020. Ở đây các bạn có theo dõi kịp không ạ? Các bạn đã rõ phần này chưa? Tôi giảng đây, các bạn đã rõ chưa ạ? Nếu các bạn đã rõ rồi thì hãy comment là đã rõ đi ạ. Các bạn comment là đã rõ đi ạ. Nào bây giờ chúng ta thấy là bài tập ở phần 4 này hay cách so sánh phần 4 có hay không? Chỉ bằng 1, 2, 3 bước là chúng ta đã làm xong cái phần so sánh hai phân số này mà không cần phải dùng đến quy đồng mẫu số hay quy đồng tử số. Ồ, rất là tuyệt vời, tôi đang thấy là có ngày càng nhiều hơn các bạn đang xem cái livestream này. Hiện nay tôi đang thấy là có đến 290 người đang xem cái buổi livestream này. Các bạn hãy tiếp tục giúp tôi chia sẻ cái buổi livestream này đến nhiều người hơn. Các bạn hãy chia sẻ giúp tôi đi ạ. Đây.
Đây chính là cách so sánh số 4 là so sánh phần bù với 1. Các em học sinh có theo dõi kịp không ạ? Nếu các em theo dõi kịp thì các em comment là theo dõi kịp đi ạ. Để tôi tiếp tục chia sẻ hướng dẫn phần tiếp theo. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang cách số 5. Đó là so sánh phần hơn với 1. Trước khi sang cách số 5 thì thầy sẽ nhắc lại cho các em cách số 4. Trong cách số 4 thì các em lưu ý điều gì? Để so sánh phần bù với 1 thì chúng ta cần mấy cái điểm lưu ý sau. Lưu ý thứ nhất là cả hai phân số đó phải cùng nhỏ hơn 1. Lưu ý thứ hai đó là gì? Hiệu giữa mẫu số và tử số của hai phân số đó bằng nhau. Nhớ là hiệu của mẫu số và tử số phải bằng nhau nhé. Thì khi đó ta mới so sánh được dễ dàng. Cụ thể ở đây, hai phân số này có hiệu giữa mẫu số và tử số của chúng đều bằng 1. Và ta cách làm như sau. Đấy các bạn, cách làm như sau. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 5. Số 5 ở đây đó là so sánh phần hơn với 1. So sánh phần hơn với 1. Các bạn comment là cách so sánh số 5 đi ạ. Cách 5, các bạn comment đi. Comment để chúng ta nhớ bài. Cách 5 là so sánh phần hơn với 1. Nào các bạn comment đi, tôi dừng lại để các bạn comment chỗ này. Nào các bạn hãy comment cách 5 để so sánh phần hơn với 1. Chúng ta cần phải viết ra thì mới giúp cho chúng ta nhớ lâu được. Nào cách 5 đó là gì? So sánh phân số sau. So sánh phân số 2020 phần 2019 và 2021 phần 2020. Đây là cách so sánh số 5, so sánh phần hơn với 1. Nào bây giờ chúng ta lại tiếp tục quan sát. Chúng ta lại tiếp tục quan sát đến đây. Cách số 5 rất là tuyệt vời. Cách số 5 sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được không chỉ bài toán này mà còn nhất tất cả những bài toán mà chúng ta có thể so sánh được với cách là phần hơn với 1. Vậy trong cách số 5 chúng ta chú ý điều gì? Chúng ta chú ý cho thầy ở đây, phân số 2020 phần 2019 và 2021 phần 2020 thì cả hai phân số này đều có điểm gì chung? Điểm chung thứ nhất là tử số lớn hơn mẫu số. Đây, tử số lớn hơn mẫu số. Tử số lớn hơn mẫu số. Cho nên là cả hai phân số này nó sẽ lớn hơn 1. Do đó không thể dùng cách số 3 được, đúng không nào? Và cũng lại không thể dùng cách số 4 được. Tiếp nữa là nếu chúng ta đi quy đồng mẫu số hay quy đồng tử số thì nó sẽ ra một số rất là to, rất là cồng kềnh. Và như thế thì nó sẽ mất thời gian. Chúng ta lại đặt lại câu hỏi là có cách nào tốt hơn không? Khi các bạn làm bài, các bạn cứ đặt câu hỏi đi. Có cách nào tốt hơn không? Thì khi các bạn đặt câu hỏi thì lập tức tư duy của chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ nghĩ được cách khác đấy. Mà nó sẽ hay hơn, rút ngắn thời gian đi rất là nhiều. Cụ thể ở đây, đó là gì? Ta thấy hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số này bằng nhau. Đó là 2020 trừ 2019 thì bằng mấy đấy ạ? Bằng 1. 2021
trừ 2020 thì cũng bằng 1. Khi đó ta sẽ sử dụng cách so sánh phần hơn với 1. Cụ thể như sau. Ta có 1 trừ, xin lỗi, ta có 2020 phần 2019 trừ đi 1 thì bằng bao nhiêu ạ? Chính là bằng 1 phần 2019. Thứ hai là 2021 phần 2020 mà trừ đi 1 thì sẽ bằng 1 phần 2020. Chúng ta gọi là 1 phần 2019 được gọi là phần hơn với 1 của phân số 2020 phần 2019. 1 phần 2020 được gọi là phần hơn với 1 của phân số 2021 phần 2020. Thì có một quy tắc như sau. Trong hai phân số có phần hơn với 1, phân số nào có phần hơn lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Phân số nào có phần hơn bé hơn thì phân số đó bé hơn. Như vậy, ở trong bài này ta chỉ cần đi so sánh phần hơn là 1 phần 2019 và 1 phần 2020. Phần này so sánh dễ rồi đúng không? Ta có vì 1 phần 2019 và 1 phần 2020 này. Ta có vì 1 phần 2019 lớn hơn 1 phần 2020. Hai phân số này có cùng tử số là 1. Mẫu số của phân số thứ nhất nó bé hơn, cho nên là nó lớn hơn. Nên điều gì ạ? Nên là 2020 phần 2019 sẽ lớn hơn 2021 phần 2020. 2021 phần 2020. Như vậy, cũng chỉ với 1, 2, 3 bước làm, chúng ta đã giải quyết xong bài toán so sánh hai phân số tưởng chừng như rất là phức tạp, con số rất lớn nhưng cũng chỉ cần mấy bước làm các bạn. Mấy bước làm? Chỉ cần 3 bước đúng không? Như vậy, với chỉ cần 3 bước làm là chúng ta đã giải quyết xong bài này. Các bạn có thấy nó hay không? Với chỉ 3 bước làm thôi là chúng ta đã giải quyết bài này. Vậy từ lần sau gặp dạng bài như thế này thì chúng ta sẽ vận dụng đúng cách so sánh phần hơn với 1 thì chúng ta sẽ giải quyết là xong ngay. Cụ thể đây là gì? Để sử dụng cái cách so sánh phần hơn với 1 thì chúng ta sẽ nhớ, quan sát và nắm được như sau. Thứ nhất là hai phân số đó cùng lớn hơn 1. Nhớ nhé, cả hai phân số cùng lớn hơn 1 thì ta mới sử dụng so sánh phần hơn với 1. Cái yếu tố thứ hai rất là quan trọng, đó là gì? Hiệu giữa tử số và mẫu số của hai phân số phải bằng nhau. Nó ngược với cái cách số 4 đúng không nào? Cách số 4 thì là hiệu của mẫu số và tử số. Còn đây, cách số 5 là hiệu của tử số và mẫu số của cả hai phân số là bằng nhau. Cụ thể đây, trong trường hợp này nó bằng 1 thì ta sẽ sử dụng được cách này. Các bạn có rõ cái cách này chưa? Các bạn thấy cách này nó có dễ không? Có thể nói là nó rất là dễ đúng không? Khi mà chúng ta hiểu rồi thì thấy là rất là dễ dàng. Rất là dễ dàng. Các bạn thấy nó dễ thì các bạn hãy comment là dễ đi ạ. Dễ dàng. Ok. Vừa rồi là thầy đã hướng dẫn cho các bạn cách số 5 là so sánh phần hơn với 1. Tiếp theo là cách số 6. Cách số 6 là gì? Đó là so sánh qua phân số trung gian. Các bạn comment đi ạ. Comment cách 6 so sánh qua phân số trung gian. Cách 6.
So sánh qua phân số trung gian. So sánh qua phân số trung gian. Thì có thể nói cách số 6 là một cách làm đặc biệt nhất. Các bạn comment đi ạ, cách làm đặc biệt đi ạ. Nó sẽ giúp cho các bạn có một cái làm mà nó rất là độc đáo, đó là cách số 6. Tôi thấy là hôm nay một buổi tối rất là tuyệt vời. Hiện nay vẫn đang có 250 người đang xem cái buổi livestream này. Các bạn hãy tiếp tục giúp tôi chia sẻ cái livestream này đến nhiều người hơn ạ. Hãy giúp tôi chia sẻ cái livestream đến nhiều người hơn để có nhiều người được xem hơn, để giá trị tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng, giúp cho nhiều em học sinh ngày càng học giỏi hơn đi ạ. Nào các bạn hãy comment cho tôi cách 6 so sánh qua phân số trung gian. Bài sau, so sánh. So sánh hai phân số là 23/27 và 22/29. 23/27 và 22/29. À, đây là đề thi của trường Marie Curie. Đây là đề thi của trường Marie Curie ạ. Các bạn hãy comment cách số 6 đi ạ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với cách số 6. Cách số 6 này rất là hay ạ. Nếu chúng ta nắm được cái cách số 6 thì nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong cái việc mà chúng ta làm các bài toán về so sánh phân số. Tuy nhiên, cách số 6 lại đòi hỏi chúng ta phải quan sát rất là nhiều và quan sát rất là tinh tế. Cụ thể đây là gì? Để so sánh qua phân số trung gian thì chúng ta cần phải có hai điều kiện. Có mấy điều kiện các bạn? Có hai điều kiện. Cách 6 là nhớ là có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là gì? Ta có phân số đây, A phần B và C phần D. À, tôi sẽ viết tổng quát trước. Ở đây, khi ta có phân số A phần B và phân số C phần D, nếu A lớn hơn C, nếu A mà lớn hơn C và B lại nhỏ hơn D thì khi đó ta sẽ chọn phân số trung gian. Có hai phân số trung gian, đó là lấy tử số của phân số thứ nhất và mẫu số của phân số thứ hai, thì ta chọn A phần D, hoặc lấy tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất, hoặc C phần B là phân số trung gian. Nào các bạn hãy comment đi ạ. Comment là chọn A phần D hoặc C phần B là phân số trung gian. Các bạn hãy comment điều này xuống đi. Comment điều này xuống đi ạ. Chọn A phần D hoặc C phần B là phân số trung gian. Đến đây thì khi đó chúng ta sẽ so sánh rất là dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy là A phần B và C phần D, trong đó có A lớn hơn C và B nhỏ hơn D, thì ta sẽ chọn phân số trung gian là A phần D
hoặc là C phần B này, A phần D hoặc là C phần B là phân số trung gian. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em qua cái ví dụ này để chúng ta thấy rõ hơn. Ở bài này các em thấy là ta có 23/27 so sánh với 22/29 và có 23 lớn hơn 22, tức là đảm bảo là A lớn hơn C, đúng không nào? 27 nhỏ hơn 29, tức là B nhỏ hơn D. Thì ta sẽ chọn phân số trung gian, một trong hai phân số trung gian, chỉ cần chọn một trong hai phân số trung gian là được nhá. Ta sẽ chọn bài nào làm nào? Chọn 23/29 là phân số trung gian. Sau này các em làm thạo rồi, thành thạo rồi thì ta cũng không cần phải viết cái câu này nữa, cái dòng này nữa. Nhưng mà chúng ta chưa thạo thì chúng ta sẽ viết lại ra để cho nó dễ nhớ. Thì ta có này, ta sẽ đi so sánh phân số thứ nhất là 23/27 với phân số trung gian là 23/29. Ta có này, so sánh này, ta có 23/27 so với 23/29. Thì các em thấy điều gì xảy ra? Ở đây, hai phân số này có cùng tử số. Mẫu số của phân số thứ nhất bé hơn mẫu số của phân số thứ hai, cho nên là phân số thứ nhất lớn hơn phân số thứ hai. Và 23/29 ta lại đi đem so sánh với 22/29. Thì ta thấy hai phân số này lại có cùng mẫu số, cho nên tử số của phân số nào lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. 23/29 sẽ lớn hơn 22/29. Từ đây thì ta sẽ rút ra được điều gì ạ? Qua phân số trung gian 23/29, ta thấy là 23/27 lớn hơn 23/29, mà 23/29 lại lớn hơn 22/29. Do đó ta có là vậy, 23/27 sẽ lớn hơn 22/29. Ồ, như vậy bài toán đã giải xong rồi. Các bạn có thấy hay không? Chỉ bằng mấy bước ạ? 1, 2, 3 bước. 3 bước giải là chúng ta đã làm xong. Sau này mà các bạn làm quen rồi thì các bạn không cần viết dòng này nữa, mà chúng ta viết luôn xuống đây để ta rút ra kết luận. Các bạn có thấy hay không? Với cách số 6 rất là tuyệt vời. Chỉ cần với cái việc là chúng ta quan sát là chúng ta đã tìm được ra cách giải. Đó chính là cách số 6. Thầy nhắc lại cho các bạn cách số 6 như sau. Với cách số 6 so sánh qua phân số trung gian thì ta sẽ quan sát thấy là phân số thứ nhất A phần B và đây 23/27 và 22/29, thì ta có 23 lớn hơn 22 và 27 nó lại bé hơn 29. Ta sẽ chọn phân số trung gian là 23/29 hoặc 22/27. Trong trường hợp này thầy chọn 23/29 là phân số trung gian. Ta so sánh qua phân số trung gian là đã xong. Rất là dễ đúng không nào? Rất là tuyệt vời. Lúc này tôi đang thấy là đã có 263 người đang theo dõi cái buổi livestream này. Hôm nay có rất nhiều người đang theo dõi buổi livestream này, cho nên là cuối buổi tôi sẽ dành cho các bạn một cái món quà rất là đặc biệt. Tôi sẽ dành cho những ai mà theo dõi đến hết buổi này một cái món quà rất là đặc biệt để giúp cho các bạn học tập tốt hơn. Các bạn có muốn nhận quà không ạ? Nếu các bạn muốn nhận quà thì các bạn hãy comment là muốn nhận quà đấy ạ. Tôi muốn nhận quà đấy ạ. Ok. Nào, cách số 6. Cách số 6 các bạn đã nắm rõ chưa? Nếu các bạn đã nắm rõ cách số 6 rồi
Các bạn đã nắm rõ cách 1, cách 2, cách 3, cách 4, cách 5, cách 6 mà tất cả đã rõ rồi thì các bạn comment là đã tất cả đã rõ đi ạ. Các bạn comment là tất cả đã rõ đi ạ. Bây giờ tôi sẽ xóa phần này đi. Lúc nãy tôi có nói với các bạn về cái việc là những ai mà theo dõi đến cuối buổi thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái món quà. Cái món quà của tôi là gì? Đó chính là hiện nay tôi đã xây dựng được cái kênh học tập, cái kênh học toán online, kênh học toán, kênh YouTube. Kênh YouTube. Kênh YouTube này, kênh YouTube chia sẻ kiến thức là Vũ Tiến Thành. Các bạn hãy truy cập vào kênh YouTube đi ạ, và hãy search từ khóa Vũ Tiến Thành thì các bạn sẽ thấy kênh YouTube của tôi là kênh Vũ Tiến Thành. Ở trong đây tôi đã chia sẻ rất nhiều các bài học từ cơ bản đến nâng cao, các bài môn toán lớp 3, lớp 4, lớp 5 và có cả những bài toán lớp 1 bằng những cái video hoạt họa rất là hấp dẫn và vui nhộn. Cho nên là các bậc phụ huynh có con em học các khối lớp dưới hay là các khối lớp trên đều có thể vận dụng được. Nào việc các bạn hãy dừng cái việc xem lại đã, các bạn hãy vào kênh YouTube đi ạ. Vào kênh YouTube và gõ từ khóa Vũ Tiến Thành. Các bạn gõ từ khóa Vũ Tiến Thành, các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của con chim đại bàng đang tung cánh, tri thức chắp cánh, thành công đi ạ. Các bạn hãy vào kênh YouTube và tìm từ khóa Vũ Tiến Thành. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để nhận được nhiều video bài giảng, những cái video bài giảng mới nhất mà tôi chia sẻ. Khi mà tôi đăng bài thì các bạn sẽ nhận được luôn ạ. Nào các bạn hãy tìm đi ạ. Nào hãy vào trong kênh YouTube, các bạn vào kênh YouTube và đăng ký kênh để các bạn nhận được những video bài giảng mới nhất. Nào, những bạn nào đã đăng ký được rồi thì các bạn hãy viết là đã đăng ký thành công ạ. Nào, hãy vào kênh YouTube và chúng ta sẽ gõ từ khóa Vũ Tiến Thành để chúng ta đăng ký kênh. Trên này tôi đã chia sẻ rất nhiều các bài học môn toán lớp 3, lớp 4, lớp 5 từ cơ bản đến nâng cao sẽ giúp cho các bạn học tập được nhiều hơn ạ. Đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Tôi sẽ quay màn hình. Đây ạ. Các bạn sẽ vào kênh YouTube đi ạ. Các bạn gõ youtube.com đi ạ. Đây. Các bạn gõ từ khóa là Vũ Tiến Thành. Các bạn gõ từ khóa Vũ Tiến Thành đi ạ. Các bạn gõ từ khóa Vũ Tiến Thành. Đây là kênh học tập của tôi ạ. Đây các bạn sẽ thấy là có rất nhiều các cái video bài giảng ở đây. Các bạn hãy ấn vào nút đăng ký để các bạn nhận được những cái video bài giảng mới nhất. Ok. Vừa rồi là tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách 6 cách so sánh hai phân số hiệu quả. Các em học sinh về nhà hãy vận dụng 6 cách này để chúng ta làm các cái bài toán về so sánh hai phân số. Từ nay gặp những bài toán này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không còn cảm thấy là sợ, không cảm thấy lo lắng nữa, mà chúng ta có thể giải quyết hầu hết tất cả các bài toán về so sánh hai phân số. Chúc các em học sinh học tập tốt, chúc quý phụ huynh
có nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở trong những cái buổi chia sẻ sau. Xin chào mọi người. Tri thức chắp cánh thành công. Để học giỏi toán, hãy đến với vũtiến thành.com.